Nếu con gái tôi 18 tuổi, có lẽ đã đến lúc tiết lộ cho nó biết một vài bí mật đau buồn về cuộc sống. Con có lẽ cũng bắt đầu nhận ra việc mình không còn được yêu thích như trước nữa, và điều này không dễ dàng chấp nhận lắm nhỉ. Môi trường mở dần ra, phải gặp nhiều người hơn, và chẳng phải tất cả mọi người đều dễ chịu với mình. Con có lẽ sẽ thở dài cả đêm chỉ vì biết ai đó hoặc những ai đó không thích con lắm. Cho đến khi con nhận ra rằng ta chẳng thể làm hài lòng tất cả mọi người và việc tiết kiệm cảm xúc của chính mình là cần thiết. Con sẽ phải đối mặt với những vấn đề mà con chưa bao giờ nghĩ mình sẽ vướng phải. Con sẽ phải nhận ra rằng mình đang sớm bị đẩy ra ngoài kia và có ai đó quát lớn phía sau. Đi đi nhóc, đến lúc trưởng thành rồi. Và những rắc rối ngoài kia cứ như thể đã đứng đợi con từ lâu, vẫy vẫy tay với con và trìu mến hỏi: "Chào, dạo này cậu khỏe chứ?" Đó là những quyết định mà con phải đưa ra, những rắc rối nhạy cảm và những chuyện dở hơi cám lợn nào đó nữa. Khi con 18 tuổi, dù chỉ chênh lệch một chút, nhưng có lẽ sẽ khác năm 17 tuổi rất nhiều nhỉ. Con sẽ cảm thấy bản thân mình vừa quen thuộc, vừa khác lạ cùng một lúc. Con sẽ thích cách thỉnh thoảng mình trở nên trầm lặng, nhưng khi tiếp xúc với mọi người lại chẳng thể giấu đi được vẻ sốt sắng của mình. Và hình như con chẳng thích điều này lắm nhỉ. Nếu con đã 18, thì con có cảm giác như mình đã từng chết đi rồi, lại được sinh ra 18.000 lần. Và bản thân qua trong quá khứ, qua lời kể lại của mọi người, dường như là một điều gì đó xa lạ. Nếu con đã 18 tuổi, những câu quote tâm trạng vô nghĩa trên mạng được chia sẻ đi chia sẻ lại từng làm con nhếch mép, nay lại khiến con phải ngậm ngùi, chấp nhận rằng chúng chẳng sai vào đâu được. Tình bạn thì mong manh, những người bạn thân thiết con từng nghĩ chẳng điều gì có thể chia cắt, nay dần phai nhạt. Các cuộc gặp thừa dần, những lần nói chuyện thừa dần và chẳng có điều gì chia sẻ cùng nhau nữa. Điều đáng buồn là con còn cảm thấy đây là một điều dễ hiểu. Lớn rồi thì khó kết bạn. Những mối quan hệ mới dường như sôi động vào thuở mới chớm, rồi nhanh chóng tàn lụi, cũng nhanh như cách chúng đã mãnh liệt. Con rồi sẽ cảm thấy mệt mỏi trong những mối quan hệ mà lúc nào con cũng phải gồng mình và cố gắng. Nhưng đồng thời cũng cảm thấy tự ái khi nghĩ đến chuyện buông bỏ. Nhưng rồi con sẽ sớm kiệt sức thôi, con gái à. Và chấp nhận để mọi thứ trở lại nơi chúng vốn ở. Con rồi sẽ sớm kiệt sức khi cố gắng cho nhiều điều khác nữa. Chỉ con biết bản thân mình là tất cả và cũng chẳng là gì cùng một lúc, con nhỉ. Con biết rằng tận sâu trong đáy lòng mình là một mớ hỗn độn, những cảm xúc tiêu cực, những nhỏ nhen, ích kỷ, những thứ mà có lẽ nếu chúng cùng lúc nhảy sổ ra, con sẽ tự giết chính mình vì xấu hổ mất. Nhưng trái lại những rối rắm bên trong ấy, bên ngoài con lại thể hiện rất tốt, gây được ấn tượng với mọi người, được họ kỳ vọng, rồi sau đó kiệt sức trong lúc mình cố gắng trở thành điều mà con còn chẳng biết đó có phải là điều mình muốn hay không. Cho đến một đêm con ngồi và tự hỏi chẳng biết mình đang làm điều gì nữa. Con sẽ mệt lắm, và rồi nhận ra chẳng thể nói những điều mệt mỏi ấy cho những người thân yêu của mình, vì con chẳng muốn thấy họ phải để tâm đến những điều ấy một chút nào. Con nghĩ mình sẽ ổn, sẽ vượt qua hết tất cả mọi chuyện và sẽ sớm có tâm trí để đặt những người mà mình yêu thương vào. Như cuộc đời là một mớ hỗn độn như nó vốn là, nên mọi rắc rối đáng yêu cứ thay nhau liên tục xuất hiện như thế cho đến khi con chấp nhận rằng mình có thể mở lòng. Rằng những người thân yêu của con đều là những người đồng hành chứ chẳng phải là nguồn cơn của những lo lắng chồng chất. Ngay cả trong những ngày buồn bã nhất của tháng 4 nắng nóng, con vẫn có tâm trí để lắng nghe tâm sự của những người khác. Cho đến khi con nhận ra rằng thật ra bản thân không phải kiểu người kiên nhẫn lắm và nên ưu tiên hơi sức cho những người quan trọng hơn. Ồ, 18 tuổi thật tệ nhỉ, theo như những gì con vừa đọc được. Rồi con sẽ nhận ra, chìa khóa của việc trở nên hạnh phúc không phải là việc tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống, mà là giữ bản thân bận rộn với những thứ vô nghĩa và chết đi.
con sẽ nhận ra lúc bản thân thấy tệ hại và mệt mỏi, cũng là lúc bản thân chấp nhận ra khỏi vùng an toàn và bước đi. Con sẽ nhận ra những điều ý nghĩa còn sót lại sau khi từ bỏ những thứ vốn không thuộc về mình. Con cũng sẽ sớm nhận ra bản thân mình thực sự là ai qua những điều mà con phải trải qua. Con sẽ nhận ra rằng every gonna be alright. Nếu các bạn thích bài viết này, hãy like và share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ video nào bọn mình ra trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đây là Spy Room, còn mình là Pink Dot. See ya!